Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Trợ Sót Hải Phòng. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc ghế gập loại ngắn phù hợp dùng để ngồi cà phê vỉa hè hay có thể mang theo khi đi du lịch. Khung của ghế thì được làm bằng inox 201. Phần lưới tựa thì được làm bằng vải dù rất chắc chắn. Thì đây là toàn bộ cấu tạo của ghế. Khi không sử dụng thì bạn có thể gập lại để tiết kiệm diện tích. Mình sẽ dùng thước để đo cho các bạn xem. Chiều ngang của ghế là 36 cm. Chiều dọc cũng là 36 cm. Chiều cao từ mặt đất đến lưng ghế là 72 cm. Sau khi sử dụng xong thì bạn có thể gập gọn lại dễ dàng như thế này. Ghế có hai màu, một là màu đen và hai là màu xanh rêu. Thông tin về sản phẩm thì mình sẽ đặt link trong phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.